Rồi kênh Đài Hồng Thủy chào các bạn quay trở lại với kênh nha. Hôm nay kênh Đài Hồng Thủy giới thiệu với các bạn một số cái con chim mà shop muốn ra đi nha. Rồi ở đây là có ba em nhồng nè, ba em này một ổ luôn nha. Ba em này nhồng non một ổ luôn, mới vừa biết ăn luôn nha các bạn, mới biết ăn hai ba hôm nay luôn đó, nhưng mà vẫn còn đòi chủ nha. Đó, em phướng mặt quỷ này nè, bạn nào thích thì lấy luôn nè. Em phướng mặt quỷ này nuôi bữa nào nuôi lớn lên dài chắc 30-40 cm luôn nha các bạn. Rồi em này em chèo béo non luôn nha. Rồi đây là mấy em vẹt ngực hồng nha các bạn. Ây dạ, nó mò nó cắn, mà nó cắn chơi mà nó cắn đau quá. Cái con này dạng lắm nha các bạn. Nói đi. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Nó hứng là nó nói, mà nó không hứng thì nó không nói nha các bạn. Đó. Đây là em đầu hồng nha các bạn, đầu hồng tơ này. Rồi em này là em đầu xám này, đầu xám tơ này. Rồi em này là em vẹt xích này nha các bạn. Em vẹt xích. Đó. Rồi trong này có hai em có em đột biến nha các bạn, để mình quay cái em đột biến này cho các bạn xem. Bạn nào lấy thì alo mình luôn nha. Nó thấy mình bắt nó nên nó tung á. Đây, em này em đột biến nha các bạn, lông vàng khè luôn nè. Thì đây là mới có mùa 1 thôi, chứ còn sang mùa 2, mùa 3 thì cái khả năng nó sẽ vàng rất là nhiều. Bạn nào mà lấy thì alo mình nha, 0964267921 nha các bạn. Ngoài cái em đó ra thì ở trong này còn một em nữa đó, cái em đang gốc đó kìa, thì có một cọng lông vàng khè luôn. Hy vọng là nuôi đến sang năm thì nó sẽ vàng hết người luôn nha các bạn. Mấy em này làm trò vậy chứ thật ra mò được mà, ôm được chơi nha các bạn. À, ôm được này. Đó. Rồi còn trong này á là mấy em cu non nha, cu non. Còn cái con cu lửa kia thì cu ngói kia thì chim bổi nha các bạn, cu trống. Rồi có con vàng anh đó là cũng là vàng anh bổi luôn, nhưng mà dạng lắm, vô cán vô đồ vô tư rồi nha, đút ăn luôn rồi, cầm tay đút cho ăn cũng ăn luôn rồi nha các bạn. Bạn nào mà muốn nuôi làm cu khách á, mà thấy người mà gù á, thì các bạn nuôi chim non lên nha, là nó sẽ thành cu khách. Rồi đây là mấy em sóc này, sóc này sóc baby nuôi từ nhỏ lên luôn đó nha, chơi được nha các bạn, thấy người là đòi á, đã ra cực kỳ lanh luôn nha. Đó, ai đẹp nha các bạn. Đó, bỏ tay vô là 3-4 con bu lại này đó. Rồi đi xuống. Đây này, nhà cũng mới vừa có hai em chó mới đẻ nè, bạn nào lấy bán luôn nha. Rồi bán luôn. Bán luôn. Rồi đang bán rồi. Rồi đây là hai em ưng ấn nha các bạn. Ưng ấn này dòng chim săn mồi đây. Thì sáng mình có đăng TikTok rồi đó, nhưng bây giờ mình mới quay YouTube nha. Quay cho các bạn xem. Đó, con này hung lắm nha các bạn. Rồi quay chim tiếp cho các bạn xem luôn nha. Rồi đây đầu xám nha các bạn. Đó, đầu xám này nuôi các bạn về nuôi thuần nhanh lắm. Đầu xám truyền nha. Rồi bên này có mấy em cực hồng nè, đó cực hồng này các bạn nuôi dài nổi được nha. Rồi cô gái đây có mấy con mẹt cực hồng trống này, rồi cực hồng mái trưởng thành nha. Bạn nào lấy mà về ghép sinh sản á, thì các bạn liên hệ mình luôn nha, 0964267921, ship toàn quốc luôn nha các bạn. Con trống này mình đang bán lẻ là 350.000 một con. Rồi con mái á, thì mình đang bán là 200.000 một con nha các bạn. Giá cả mỗi ngày nó mà khác nha. Hôm nay là cái giá đó nha các bạn.
Rồi đây là chim công nha, chim công bây giờ đó, công giống nha các bạn, bạn nào lấy thì alo mình luôn nha. Đó, chim công giống. Đó, cô này là cu nha các bạn. Rồi lên sàn em này luôn nha, em này 500 ngàn một em nha, bạn nào lấy thì alo mình nha. Con này nuôi lâu lắm rồi đó. Rồi em đầy bằng ưng này nha các bạn, một em đầy bằng ưng non mùa này luôn. Nhưng mà mình để vô cái rọ này là cái lông đuôi nó hơi hư đó, bạn nào lấy thì để lại giá rẻ nha. Rồi cũng không quên quay cho các bạn xem em này bằng biển. Rồi biển mùa này luôn nha các bạn, em này chắc tầm 2,3 kg, 2,4 kg, 2,5 kg rồi, cũng không có thời gian cân đó. Rồi, quay cho các bạn xem qua. Rồi bây giờ là quay mấy em công lớn cho các bạn xem. Hung lắm nha các bạn, nó đang lâm đen là đá mình đó. Đây con này